chúng ta phải vào tòa lâu đài để lấy chiếc áo năng lượng. Để làm gì? Như vậy cậu mới thể về thế giới của cậu được. Được rồi, chúng ta sẽ tìm cách vào lâu đài. Chúng ta sẽ đánh lạc hướng ấm. Cô. Đi vô. Simon tới giờ học rồi, chúng ta phải đi học thôi. Được rồi, chờ ta một chút. Chính xác là nó. Các ngươi đi đâu? Lệnh dịch lính lâu bắt chúng giam lại cho ta. Dạ vâng. Ở an nghe đây cầm lại. Giam lấy năng lượng của ta. Bây giờ chúng ta thoát ra bằng cách nào đây? Để tôi nghĩ cách. Ta đã thoát ra rồi. Đợi ta mở cho Rihanna ra. Cảm ơn cô anh nha. Chúng ta phải chiều bên cửa sổ thôi. Đồng ý. Các ngươi định đi đâu đó? Tôi muốn trở về thế giới của tôi. Xin hãy cho tôi trở về. Nếu ngươi nói cho ta được bí mật làm thuốc nữa nha, ta sẽ cho ngươi trở về. Không bao giờ. Im bả chạy. Ta sẽ đưa ngươi trở về thế giới của ngươi. Hãy ngoan ngoãn nghe lời ta. Được rồi, ta sẽ chỉ cho ngươi biết thuốc nổ. Ngoan ngoãn lắm cậu bé à.